Một tin vui đối với những người thường xuyên đi di chuyển bằng máy bay cho khi tới đây các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm những tiện nghi tốt nhất trên chiếc máy bay hiện đại Airbus 350XWB của Vietnam Airlines. Ngày hôm nay phát đi thông báo vừa hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên tại Toulouse, Pháp. Chuyến bay do nhà sản xuất Airbus tiến hành trong khoảng thời gian gần 4 tiếng nhằm kiểm tra tất cả các hệ thống của máy bay. Hiện máy bay đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, bao gồm hoàn tất lắp ráp nội thất cũng như thực hiện thêm thử nghiệm trên mặt đất và bay thử trước khi bàn giao cho Vietnam Airlines vào cuối tháng 6 này. Vietnam Airlines sẽ trở thành hãng hàng không đầu tiên ở châu Á và là hãng thứ hai trên thế giới đưa vào khai thác chiếc A350XWB.